Đây nữa. Con ơi, con xuống lấy cái, có một chai rượu kia, con lấy về mẹ cho một ít rượu vào cho tớ. Ở bên này. Này, con đổ vào đây cho mẹ. Từ từ, đổ đi, đổ ít. Rồi, rồi, rồi. Xong một tí nữa đây nè. Từ từ từ. Được rồi. Được hết nha. Được, được, được. Được rồi.
thai xong rồi. Cho mẹ ngồi để mẹ nấu cắm nấu cơm. Đổ hết đi con. Rửa mấy lần rồi nhé, cho mẹ đi đun lửa. Con cắm cho. Sao hả đấy rồi đấy? Mẹ để lên một con. Lên em bé. Alo. Ra tấm rồi mày ố. Con ơi, con xuống gọt dưa đi. Gọt đĩa nhá. Cô sắp rồi đấy. Được chưa? Đưa mẹ ngủ gọt cho. Đưa nhanh. Được không? Được. Đưa mẹ gọt cho. Nào. Giòn quá nhỉ. Kia. Ừ. Chưa tựa, nó nốt nữa. Mẹ đói cơm lắm mẹ. Mẹ con cầm này. Mẹ cho con một miếng thèm lắm rồi. Để nhé, chờ nhé. Mình gọt cho nhé.
thèm lắm rồi. Nè. Ăn đi, ngon, xem ngon không? Ngon không? Có. Dưa ngon lắm. Mẹ. Ngon á, mẹ ăn thử nhá. Ngon rồi nha. Con lấy cái này về giải đây, nhưng mà đi xem được cơm chín. Cơm chín này con ạ. Mẹ ăn cơm thôi. Cô ăn cơm. Em ăn cơm. Cơm đi. À. Nè, ăn đi. Này con. Ngon lắm. Đi. Ăn thịt chưa ấy? Tí nữa. Ngon thế. Bạn chấm mồm cho nha, bác chấm mồm cho nha. Ăn đi nhá, còn nhiều á. Ăn đi. Đi ăn. Ngon chưa? Ngon quá. Ăn đi, ăn quả rau này ngon lắm. Ăn ngon chưa con? Chưa hả? Ăn đây nè.
Ủa rõ, ừ, cho bảo nó có bút nó. Bút nào hả? Nó cho chị bé một tí cho chị nó mà mình đi ngủ. Ngủ lâu chưa? Cô cũng vừa ngủ. Thế em bé nhiễu à? Xong rồi em mình giờ này chưa ngủ? Em chưa vừa ngủ nên là được ngủ một lúc nữa mới ngủ. Thế em ăn gì chưa? Em ăn rồi. Ăn rồi. Thôi anh đi về đi, chị cô dậy cô chủ ấy. Cô ngủ ngay đây. Đâu? Vừa mới ngủ con em đi về đi. Muốn cho sao lấy ra xem à? Xong tiếng về nhé. Ngon nhỉ. Ngủ ngon thế. Thế em mới cuốn vào tắt điện đi nhé. Tắt điện đi ngủ đi. Anh cũng về luôn đi. Vâng, anh về nhé. Em đi vào tắt điện đi. Vâng. Anh cũng về.